tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết. Chuyến thăm của đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ lần này thì chúng tôi đặc biệt quan tâm và đánh giá cao ý nghĩa của các hoạt động trao đổi và giao lưu cộng đồng, điển hình như là thăm và giao lưu tại các trung tâm xã hội, từ thiện trên địa bàn và ban nhạc hải quân Hoa Kỳ sẽ được diễn tại một số địa điểm. Các hoạt động của chương trình góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp cứu thành công một ca ngộ độc thuốc tê. Trước đó, bệnh nhân 35 tuổi vào nhập viện để nhổ răng khôn mọc lệch. Sau khi tiêm thuốc tê, người bệnh xuất hiện các triệu chứng lơ mơ, mất ý thức, không có phản xạ và hôn mê. Các bác sĩ nhận định đây là một ca ngộ độc thuốc tê tối cấp. Ngay lập tức, bệnh nhân được xử trí theo phác đồ ngộ độc thuốc tê. Sau một giờ cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh và đang được chăm sóc tích cực. Theo các bác sĩ, ngộ độc thuốc tê là một tai biến hiếm gặp trong y khoa, tỷ lệ là 1 trên 1.000 ca. Nếu phát hiện muộn, xử trí sai, nguy cơ tử vong là rất cao. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo các cơ sở y tế, phòng khám khi triển khai các phẫu thuật, thủ thuật gây tê tủy sống, gây tê đám rối, nhổ răng, trích giật áp xe thì cần có thuốc lipid 20% để xử lý tình huống ngộ độc thuốc tê. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thế Thạch, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho rằng. Chúng ta điều trị thường là những cái điều trị những bệnh nhân nặng sau đấy, chứ còn chúng ta không thể giải quyết hết tất cả các cái trường hợp xảy ra các ngộ độc. Nếu chúng ta được trang bị kiến thức tốt và được đồng thời chúng ta truyền đạt lại những kiến thức đấy cho các bác sĩ ở các tuyến cơ sở thì nó giúp cho nhiều người bệnh được có cơ hội cứu chữa tốt hơn. Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh vừa gấp thành công mảnh xương cá nằm trong phế quản phổi của một bé trai 13 tháng tuổi. Trước đó, bé trai được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng thở khò khè, mệt mỏi, ho sặc. Tại bệnh viện, qua nội soi phế quản, bác sĩ quan sát thấy mảnh xương mềm sắc nhọn ở ngay lỗ phế quản phổi phải. Ngay lập tức, kiếp trực đã nhẹ nhàng gấp dị vật, lấy ra một mảnh xương cá. Sau can thiệp, bệnh nhi thở dễ, đã có thể sinh hoạt và ăn bú bình thường. Một bệnh nhân bị đứt lìa cẳng chân đã được nối thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng nặng do mất máu, chân phải bị đứt lìa, tại vết thương còn dính nhiều đất cát, lá cây. Được biết, trong khi đi cắt cỏ thuê, anh đã bị lưỡi cắt của máy lìa trúng phần chân. Sau ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, hiện bàn chân phải của người bệnh đã hồng ấm trở lại, mạch máu lưu thông tốt, có cảm giác và đã vận động được ngón chân. Bệnh viện Đa khoa Chí Đức Thành ở huyện Yên Định vừa có văn bản phản hồi công văn của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ việc người nhà của một bệnh nhân tố cáo các bác sĩ tại đây mổ phá nát bàng quang mà không lấy được sỏi. Nội dung văn bản cho biết, qua kết luận của hội đồng chuyên môn, bệnh viện đã kỷ luật cảnh cáo bác sĩ thực hiện ca mổ và đề nghị cán bộ này phải gặp gỡ gia đình của bệnh nhân để giải thích tường tận, thấu đáo, chịu trách nhiệm nếu có các hậu quả không mong muốn với bệnh nhân. Theo nội dung phản ánh, vào ngày 17 tháng 2, người bệnh nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Chí Đức Thành trong tình trạng đau bụng dưới và tiểu ra máu. Hai ngày sau, các bác sĩ chỉ định mổ nội soi để tán sỏi trong bàng quang cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau khi mổ, người bệnh có biểu hiện bí tiểu, mặc dù đã được thông nong nhiều lần nhưng không cải thiện. Người bệnh đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, mổ lấy sỏi và đã qua cơn nguy kịch. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã làm việc với tập đoàn Miraton của Liên bang Nga về hợp tác thúc đẩy xuất khẩu trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Tại cuộc họp, đại diện tập đoàn này cho biết trong tuần sau, lô thịt lợn đầu tiên của Nga sẽ được xuất sang Việt Nam. Theo ông Victorinic, chủ tập đoàn Miraton, hiện năng lực sản xuất thịt lợn của tập đoàn có thể đạt 500.000 tấn mỗi năm và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường Việt Nam. Đây đều là các loại thịt đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Tất cả các thịt lợn chúng tôi sản xuất thì chúng tôi có chương trình khép kín. Chúng tôi chăn nuôi, chế biến thức ăn, chúng tôi làm cái hệ thống liên kết theo chiều rộng để có thể kiểm soát được chất lượng cũng như là có giá thành cạnh tranh. Liên quan đến cá tra và tôm, tiêu, cua, cà phê thì cá tra và tôm hiện nay chúng tôi bắt đầu có những đơn hàng đầu tiên để nhập khẩu vào Nga rồi. Tôi hy vọng rằng những vấn đề chúng ta trao đổi ngày nay thì chúng ta sẽ thực hiện và đến tháng 4 có kết quả thì chúng ta sẽ báo cáo lại với các thị trường. Hơn một tháng nay, bà con nông dân tỉnh Long An như ngồi trên đống lửa. Tình hình hạn hán trầm trọng đã khiến hàng chục ngàn hecta lúa và thanh long có nguy cơ bị mất trắng. Không chỉ vậy, tình hình hạn mặn gay gắt còn đang khiến hàng chục ngàn hộ dân nơi đây đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Đáng chú ý, tỉnh cũng đang phải đối diện với tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng, uy hiếp sự an toàn của các hộ dân. Trước tình hình này, ông Võ Kim Thuần, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An cho biết: Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo là khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để triển khai thi công vấn đề mà xử lý khắc phục cái sạt lở và tránh cho cái vấn đề sạt lở là nó ảnh hưởng ngày càng lớn lên
một số cái tuyến đường giao thông thì trước mắt là khôi phục lại một phần để lưu thông được đảm bảo. Về lâu dài thì có cái quy hoạch lại hệ thống giao thông cho nó bài bản. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh lao vẫn là một trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới. Mỗi ngày khoảng 4.500 người tử vong vì căn bệnh này và có đến 30.000 người nhiễm bệnh. Đáng chú ý, ở Việt Nam, số người tử vong do lao hàng năm ước tính là 13.000 người, cao hơn nhiều so với con số tử vong do tai nạn giao thông. Do đó, vào chiều qua, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, Chi hội Phụ nữ thuộc Hội Phổi Việt Nam đã chính thức được thành lập nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết của người dân về căn bệnh nguy hiểm này. Phản ánh của phóng viên Ngọc Long, kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm. Lao từng được xem là một trong các căn bệnh truyền nhiễm khó chữa trị. Ngày nay với sự tiến bộ của y học hiện đại, bệnh lao có thể chữa được khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên đây là một bệnh nguy hiểm và dễ lây lan ra cộng đồng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Theo thống kê hiện nay chúng ta mới chỉ phát hiện được khoảng 70%, còn 30% bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện. Nhiều trường hợp đến bệnh viện khi bệnh đã chuyển nặng, có ca điều trị giai đoạn đầu thấy các triệu chứng giảm, bệnh nhân tự ý bỏ thuốc, không tuân theo phác đồ điều trị của các bác sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, chủ nhiệm chương trình chống lao quốc gia cho rằng một bộ phận người dân còn chủ quan với căn bệnh này. Thì đầu tiên đấy là người ta hay bị giấu bệnh, tức là những vấn đề bị kỳ thị, người ta mặc cảm. Cái thứ hai là người ta không biết rằng là mình bị lao. Và cái thứ ba rất quan trọng đấy chính là những cái rào cản về kinh tế. Có một số người nói rằng là việc gia đình tôi rất nghèo, nếu mà phát hiện trong nằm viện thì tôi lấy tiền đâu mà chữa bệnh. Thì đấy là những quan điểm rất sai lầm, chính là cái nguồn lây mà làm cho bệnh lao nó kéo dài trong suốt 140 năm qua. Chính vì lý do đó, trong những năm vừa qua, Hội Phổi Việt Nam cùng với nhiều ban ngành địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Để công tác truyền thông được sâu rộng hơn nữa, Hội Phổi Việt Nam đã chính thức thành lập Chi hội Phụ nữ với mục tiêu mỗi gia đình Việt Nam có ít nhất một người phụ nữ hiểu biết về bệnh lao. Bà Hoàng Thanh Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Hội Phổi Việt Nam cho biết, với ước tính 20 triệu gia đình ở nước ta, trong đó ít nhất có một phụ nữ hiểu biết về bệnh lao, thì chúng ta sẽ sớm chiến thắng căn bệnh này. Những người phụ nữ là những người chăm sóc chính cho gia đình và họ có kiến thức về bệnh lao thì sẽ thúc đẩy cái việc là khám lao sớm hơn với những cái triệu chứng đầu tiên mắc bệnh. Sau đó thì họ sẽ biết là cách phòng chống bệnh khi mà trong gia đình có người bị lao. Tiếp theo đó thì họ có thể là biết được những kiến thức về điều trị và nếu thực sự khó khăn thì họ sẽ biết là họ cần trợ giúp ở đâu. Và chúng tôi có một cái quỹ để hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao, đó là quỹ PASTB sẽ cung cấp cho những người bệnh lao chưa có thẻ bảo hiểm y tế, sẽ hỗ trợ người bệnh lao trong suốt quá trình điều trị về thuốc men, tiền ăn, tiền đi lại để họ có thể hoàn thành được quá trình điều trị bệnh lao. Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội của phụ nữ, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động hướng tới sức khỏe như hoạt động an toàn cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cam kết sẽ triển khai đến từng hộ gia đình, phối hợp với y tế xã, phường để phát hiện sớm ca bệnh lao, từ đó động viên bệnh nhân hoàn thành điều trị. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó trưởng Ban Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh. Chúng tôi có một cái mạng lưới từ trung ương đến địa phương. Ở các địa phương thì chúng tôi có hơn 12.000 cơ sở hộ và ở mỗi phụ nữ cơ sở, mỗi xã thì lại có các chi hội phụ nữ đến tận thôn bản. Và trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp rất là nhiều hoạt động với Bộ Y tế.